Máy đo huyết áp cảnh báo sớm đột quỵ có khó xài không? Và Sơn xin chào bà con ha. Cái dòng máy này nhiều chức năng nhưng mà thật sự rất là dễ xài. Nó cũng y như là cái máy đo huyết áp thông thường của chúng ta thôi. Thì dòng máy này nếu mua hàng chính hãng là 2.950.000 ha. 2.950.000. À, mà bảo hành được chính hãng 5 năm. Thì trên thị trường có rất là nhiều dòng máy quảng cáo là đa chức năng này nọ, nhiều ngôn ngữ. Thì cả nhà mình nên chú ý chọn hàng chính hãng, thì thiết bị y tế mình phải đo được chính xác. Chứ nhiều khi mình đo rồi mà không biết kết quả đó đúng hay không đó, mình đo kết quả sai, uống thuốc thì rất là nguy hiểm cả nhà ha. Rồi, thì cái này nó rất là to à, nếu mà như gia đình mình xài cái dòng này thì nó sẽ sử dụng được hai bộ nhớ cho hai người riêng biệt nè. Đó, màn hình to dễ nhìn nè. Và đặc biệt là cái dòng cao cấp nhất của Amron hiện giờ đó là cảnh báo sớm đột quỵ. Thì nếu mà như chúng ta sử dụng cái chức năng là có ngày giờ nhớ thì chúng ta sẽ cài ngày giờ trên đây. Thì Hoàng Sơn có cái video hướng dẫn cả nhà rồi. Còn hôm nay chúng ta sử dụng nhanh để cho ông bà mình không cần đo, không cần cài đặt ngày giờ luôn. Nhưng mà đương nhiên nếu mà nhà chúng ta có các bạn trẻ đó thì cả nhà mình nên nhờ cài đặt ngày giờ hoặc là xem video của Hoàng Sơn để tự cài ha. Chứ mình mua cái máy xịn mà không xài hết chức năng thì hơi tiếc. Còn đây là cái cách xài đơn giản nhất nè. Ở chúng ta có 4 viên pin ở phía sau. Và nó luôn cả chức năng là kết nối điện thoại nữa à, cả nhà có thể xem video đa năng của nó nghe. Rồi, cả nhà thấy nè, bây giờ nếu mà để xài đơn giản là đo và tắt một nút ở giữa này, start off nè, chúng ta bấm lên giữa nha, chứ không có bấm trên mà bấm dưới. Tại vì bấm trên dưới như thế này á thì sau này nó sẽ dễ mòn cái nút, mình bấm giữa để xài xài bài hơn ha. Còn nếu mà như chúng ta muốn xài cho bộ nhớ người nào, ví dụ của ba mẹ số 1, còn của mình số 2. Rồi, còn cái những cái nút còn lại thì mình không có quan tâm, mình cứ để nguyên vị trí bấm đo và tắt thôi. À, còn ở phía sau là cái nút là cài đặt Bluetooth để kết nối điện thoại ha. Và bên đây là có một cái nút để cắm chui điện, nhiều khi mà mình mua thêm cục biến điện á, mình sử dụng để khỏi sử dụng pin. Còn cái vòng quấn thì mình cắm ở bên màu xanh này. Rồi, đầu tiên mình cắm vòng quấn vào. Mình không cần cài đặt ngày giờ luôn, mình bấm nút tắt luôn ha. Bấm nút tắt thì nó yêu cầu cài đặt ngày giờ, mình không cần cài đặt, bấm nút tắt rồi. Bây giờ mình đeo vòng quấn vào. Thì do đây là cái vòng quấn tạo khuôn sẵn, nó cứng như thế này nè. Đó, ngày xưa thì Hoàng Sơn khuyên ở nhà mình là nên đeo cái cọng dây nằm giữa tay ha, cách 1-2cm trở lên. Nhưng mà cái vòng 360 độ này mình muốn xoay sao cũng được, mình xoay trái xoay phải được, nó không ảnh hưởng. Nên là không có lo về vấn đề mẹ mình lớn tuổi ở nhà đo vòng quấn sai. Rồi, đó, mình đeo vào rồi mình quấn vừa khít thôi. Rồi mình sẽ bấm nút đo cái là xong, trong vòng khoảng gần 1 phút ra kết quả ha. Rất là nhanh cả nhà ha, khi đo thì mình không nói chuyện. À, Hoàng Sơn để luôn cái thời gian đo cho cả nhà mình thấy á, chưa tới 1 phút nha, ra kết quả rồi nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ra vào cái bảng đây, ví dụ ha, cái con số trên cùng là huyết áp tâm thu khi tim thu nhỏ lại, con số giữa là huyết áp tâm trương khi tim hình to ra, và dưới cùng là nhịp tim. Rồi vậy chức năng cảnh báo đột quỵ ở chỗ nào? Thì nếu mà như trường hợp không có hiển thị lên, tức là chúng ta chỉ xem về huyết áp thôi, còn nếu mà nó hiện lên một trong những biểu tượng như thế này thì chúng ta nên chú ý ha. À, nó hiển thị AFIB. AFIB mà trái tim có hai cái rung hai bên nè. Đó. Thì khả năng là chúng ta bị rung tâm nhĩ. À, nó cảnh báo sớm đột quỵ. Rồi, chức năng đo hai người này ha. Này bộ nhớ và kết nối Bluetooth điện thoại. Rồi vậy chức năng nó hiện chỗ nào? Rồi Hoàng Sơn sẽ cho cả nhà mình coi nè. Đó. Mình góc bên đây ha, góc bên phải màn hình ở giữa nè, cả nhà thấy không? Nếu mà như nó hiển thị cái này lên, có là tim mình bị rung tâm nhĩ ha. À, rồi. Ở đây là tim đập không đều dưới đây ha. Và dòng quấn sai tư thế ở chỗ này. Bên tay phải nha. Cả nhà chú ý là bên tay phải của cái màn hình thì nó có một số chức năng. À, cả nhà thấy cái máy rất là to.
đa chức năng, nhưng mà khi xài thì cũng khá là đơn giản ha. Nếu mà như ông bà mình ở nhà thì mình đừng có quan tâm những nút khác, mà mình cứ bấm cái nút đo này thôi và tắt, không tắt 30 giây tự tắt, thì cái máy này đo khá là nhanh, chưa tới 1 phút ra kết quả. Thì thường là ra kết quả huyết áp và nhịp tim. Còn nếu mà có những trường hợp giống như là tim đập không đều nè, huyết áp quá cao cảnh báo nè, hoặc là cảnh báo sớm đột quỵ thì mới hiện những cái chức năng nó lên thôi. Đó, thì như sau khi ông bà mình đo rồi thì tối con cháu mình về có thể kiểm tra lại ha. Còn nếu mà như cả nhà mình xuống xài đầy đủ chức năng, 100 chức năng bộ nhớ nè, cài đặt ngày giờ nè, kết nối qua điện thoại nè, thì có thể xem video khác của trên kênh Sức Khỏe 60 giây, hoặc là gọi trực tiếp cho Hoàng Sơn, còn số điện thoại bên dưới nha. Chúc cả nhà mình nhiều sức khỏe, tạm biệt và hẹn gặp lại.